Thì được sự phân công của phòng đào tạo như của khoa hồi sức thì em đi ra phép để trình bày về hội chứng tăng áp lực ở vùng ạ. Mục tiêu của bài ngày hôm nay thì gồm có 4 mục tiêu ạ. Trình bày được khái niệm và nguyên nhân tăng áp lực ở bụng, nắm được cách đo áp lực ở bụng thường thực hiện trên lâm sàng, nêu được các bước điều trị tăng áp lực ở bụng và mô tả được vấn đề tăng áp lực ở bụng trong viêm tụy cấp cũng như là các bước điều trị ạ. Về phần đại cương thì từ những năm 90 của thế kỷ 20 thì áp lực ở bụng được nhìn nhận một cách toàn diện về nguyên nhân sinh bệnh học cũng như là biến chứng. Áp lực ở bụng được định nghĩa là áp lực ở trạng thái cân bằng động trong khoang bụng tăng lên khi hít vào và giảm khi thở ra. Giá trị áp lực ở bụng bình thường từ 0 đến 5 cm thủy ngân, tương đương là 0 đến 7 cm nước, phụ thuộc vào các thành phần trong ổ bụng như dịch, máu, tổ chức cơ quan trong ổ bụng, thức ăn, phân trong ống tiêu hóa, nước tiểu và các tổ chức bất thường khác trong ổ bụng, ví dụ như u, dị vật, tổ chức hoại tử. Ngoài đến áp lực ổ bụng thì ta cần phải nói đến cả áp lực từ máu bụng. Áp lực từ máu bụng thì được tính bằng huyết áp trung bình thì bị áp lực ổ bụng. Áp lực từ máu bụng thì bình thường thì đảm bảo tốt tưới máu cho các cơ quan trong ổ bụng và mục tiêu áp lực từ máu bụng phải lớn hơn hoặc bằng 60 ml/thủy ngân. À, theo Hiệp hội Khoang bụng Thế giới năm 2006 định nghĩa thì tăng áp lực ổ bụng là khi giá trị áp lực ổ bụng lớn hơn hoặc bằng 12 ml/thủy ngân, tương đương với 16 cm nước. Nguyên nhân thường gặp là do phát sinh các tổ chức bất thường trong ổ bụng, ví dụ như là dịch máu, tổ chức hoại tử, gặp trong chấn thương, viêm tụy, tăng áp lực trong lòng ruột, ví dụ như là liệt ruột, chứng hơi, phù nề các tạng. Về phân loại tăng áp lực ổ bụng thì có 3 cách phân loại chính là theo mức độ, theo tính chất và nguyên nhân. Theo mức độ thì tăng áp lực ổ bụng được chia thành 4 độ. Độ 1 từ 12 đến 15 ml/thủy ngân, tương đương với 16 đến 20 cm nước. Độ 2 thì từ 16 đến 20 ml/thủy ngân, tương đương với 21 đến 27 cm nước. Độ 3 từ 21 đến 25 ml/thủy ngân, tương đương đến 28 đến 30 cm nước. Độ 4 thì lớn hơn 25 ml/thủy ngân, tương đương với 34 cm nước. Về theo tính chất thì ta còn chia thành là tăng áp lực của bụng thoáng qua trong vài giây vài phút, ví dụ như là ho, cười, cải thiện cấp tính xuất hiện trong những giờ đầu, ví dụ như chảy máu ở bụng, chấn thương bụng, vỡ tĩnh động mạch chủ, đáng cấp nguyên nhân nội khoa, ví dụ như hồi sức bù dịch, tăng tính thấm và tăng áp lực bụng mãn tính, ví dụ như bệnh nhân béo phì, khối u xơ gan hoặc thai nghén á. Về phân loại tăng áp lực vùng theo nguyên nhân thì có tiên phát và thứ phát. Tiên phát ví dụ như là các nguyên nhân trong ổ bụng, thứ phát thì sau những cái nhiễm trùng bỏng nặng đối với những bệnh nhân nặng có hồi sức dịch, tăng tính thấm thành mạch. Về định nghĩa của hội chứng tăng áp lực ổ bụng thì theo Hiệp hội áp lực ổ bụng Thế giới hoặc tại Úc năm 2006 định nghĩa thì hội chứng tăng áp lực ổ bụng được xác định khi áp lực ổ bụng lớn hơn 20 ml/thủy ngân, tương đương 27 cm nước, kết hợp với rối loạn chức năng lớn hơn một cơ quan. Đây là em xin trình bày tiếp về phần sinh lý bệnh của ảnh hưởng tăng áp lực ổ bụng tới các cơ quan. Đây là cái sơ đồ về cái vòng xoắn bệnh lý trong tăng áp lực ổ bụng. Đối với một bệnh nhân có hồi sức dịch ở bệnh nhân nặng thì nó tăng nguy cơ tích trữ dịch ở khoang thứ ba và phù nề, dẫn đến phù nề ruột gây tăng áp lực ở bụng. Sau đó thì sẽ chèn ép vào tĩnh mạch chủ bụng, giảm dòng máu về tim, giảm cung lượng tim, giảm dòng máu đến các tạng, dẫn đến rối loạn chức năng khi các tạng. Và nó là một cái vòng xoắn, nếu mà mình không 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 cắt được cái chỗ đoạn tăng áp lực ở bụng thì bệnh nhân sẽ nặng hơn và có thể dẫn đến tử vong ạ. Em xin đi sâu hơn về phần cơ chế bệnh sinh của áp lực ở bụng tới các cơ quan. Đối với hệ thần kinh thì tăng áp lực ở bụng dẫn đến tăng áp lực ở trong lồng ngực, tăng áp lực tĩnh mạch cảnh, dẫn đến cản trở máu lưu lượng từ não trở về và tăng áp lực đột xuất. Đối với cơ quan tim mạch thì tăng áp lực ở bụng thì giảm giọng máu tĩnh mạch về tim, khiến cho máu ứ ở phần thấp phía dưới, đẩy tăng áp lực ở bụng thì đẩy cơ hoành lên cao, làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa và tăng áp lực động mạch phổi. Tăng áp lực ở bụng thì làm tăng áp lực ở trong lồng ngực, làm tăng hợp đánh và suy thấp cảm. Hậu quả ở trên tim mạch đó là suy tim, là tăng áp lực động mạch phổi, tăng sức cảm, giảm cung lượng tim và không đáp ứng với bộ hồi sức bù dịch đơn thuần. Trên hô hấp thì tăng áp lực ở bụng dẫn đến tăng sức cảm đường thở, giảm thể tích phổi, giảm thông khí phế nang,
giảm tỷ lệ thông khí dưới máu, hậu quả là dẫn đến rối loạn trao đổi khí tại phổi, làm tăng CO2 máu và giảm oxy máu. Rối loạn chức năng hô hấp thì xảy ra khi mà áp lực của bụng lớn hơn 15 ml chính không ạ. Đối với thận thì tăng áp lực của bụng dẫn đến tăng áp lực lên nhu mô thận, giảm tưới máu thận do giảm cung tim, tăng giữ muối nước do hoạt hóa hệ thống lên như tăng angiotensin. Hậu quả thì dẫn đến là trên lâm sàng là sẽ thấy tình trạng tiểu niệu, phô niệu. Đối với trên tiêu hóa thì ở nách thì tăng áp lực của bụng gây thiếu máu nách, ở ruột thì giảm oxy, đổi chiều trao đổi oxy bên trong các nhu mao, rối loạn hấp thu, mất chức năng hàng rào bảo vệ của ruột làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ruột và thể suy tạng. Ở gan thì giảm dòng máu đến động mạch gan, tĩnh mạch cửa, giảm thanh thải lát sắt, giảm chuyển hóa đường. Để xác định ruột có tăng áp lực của bụng hay không thì ta phải đo được áp lực của bụng. Thì thông thường thì sẽ có hai cái phương pháp đo là đo trực tiếp và đo gián tiếp. Đối với phương pháp đo trực tiếp thì ta dùng một cái kim luồn đâm trực tiếp vào khoang của bụng và nối với cầu đo áp lực. Cái này thì là tiêu chuẩn vàng và cho kết quả chính xác. Tuy nhiên thì sẽ có nhiều biến chứng, ví dụ như chảy máu, nhiễm trùng, thủng tạng là khó thực hiện thường quy. Còn đối với phương pháp đo áp lực ổ bụng gián tiếp thì có nhiều cách, có thể đo qua dạ dày, qua áp lực trực tràng, qua tử cung, qua áp lực tĩnh mạch chủ dưới và qua bàng quang. Thì trong đó thì cái phương pháp đo áp lực ổ bụng qua bàng quang là một cái phương pháp đơn giản, dễ làm và thường được áp dụng ở trên lâm sàng. Em xin phép đi sâu vào cái phương pháp đo áp lực ổ bụng gián tiếp qua bàng quang. Về nguyên lý thì bàng quang là một tạng ở trong ổ bụng, áp lực trong bàng quang thì tương đương với áp lực ổ bụng, vì vậy khi mà đo áp lực bàng quang thì ta có thể ước lượng được áp lực ổ bụng. Chỉ định thì do áp lực ổ bụng gián tiếp qua bàng quang được thực hiện ở trên các bệnh nhân có nguy cơ tăng áp lực ổ bụng, ví dụ như sốc, tiêu tụy hay những bệnh nhân ngoại khoa như phẫu thuật thoát vị thành bụng, viêm phổi mãn tính. Thì trong cái phương pháp đo áp lực ổ bụng gián tiếp qua bàng quang thì có rất là nhiều kỹ thuật đo, ví dụ như là đo bằng hệ thống đơn mở, hệ thống đơn kín, hay là kỹ thuật đo lặp lại hệ thống kín mà em sẽ trình bày ở đằng sau. Kỹ thuật đo bằng hệ thống kín sửa đổi, và có một cái kỹ thuật là kỹ thuật Holley-Manometer. Cái kỹ thuật này thì sử dụng cái dụng cụ chuyên dụng là trong Holley-Manometer. Tuy nhiên thì thứ nhất là ở Việt mình cũng chưa có, thứ hai nên là nhiều không cần thiết lắm, tại nhiều khi ta có thể thay cái sông này bằng chính cái sông tiểu thường dùng để tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân. Em xin trình bày cái kỹ thuật đo áp lực ổ bụng thường được áp dụng ở trên lâm sàng. Thì đối với phương pháp này thì ta sẽ phải, thứ nhất là đối với người thực hiện thì cần yêu cầu là bác sĩ phải rửa tay và đảm bảo khử khuẩn, cần một điều dưỡng phụ. Thứ hai là dụng cụ thì ta cần chuẩn bị, một là thước kim loại hoặc là đồng hồ đo áp lực, thứ hai là khóa ba chạc, xông phô lây đủ dưới nước tiểu, bơm tiêm 50 ml ca dịch truyền natri 0,9%. Đối với việc chuẩn bị bệnh nhân thì ta phải giải thích cho bệnh nhân trước khi làm thủ thuật. Tư thế bệnh nhân thì ta đặt bệnh nhân nằm ngửa hoàn toàn, hai chân duỗi thẳng đầu bằng, và vệ sinh vùng sinh dục hậu môn cho bệnh nhân, sau đó thì tiến hành đặt xông phô lây để dẫn lưu hết nước tiểu ra cho bệnh nhân ạ. Về các bước tiến hành thì sẽ có 3 bước ạ. Mà mọi người có thể quan sát nha, cái hình em chèn ở bên cạnh. Thì bước thứ nhất thì ta sẽ kết nối hệ thống khóa ba chào với nhau ạ. Gồm có 3 khóa là khóa 1 và 2 khóa 3. Thì cái khóa thứ nhất, thì ta cái khóa thứ nhất là khóa số 1 này ạ. Thì ta sẽ nối một cổng với lại trong con lây, một cổng ta nối với túi đựng chai muối 9 phần nghìn. Cổng đối với cái chảo thứ hai thì ta sẽ một cổng ta sẽ nối với cái chảo thứ nhất, và một cổng ta sẽ nối với bơm tiêm. Thứ ba là chảo thứ ba thì ta nối với chảo thứ hai và hệ thống đo áp lực cũng như là một cái túi chứa nước tiểu ở phía dưới này ạ. Thì bước thứ hai thì ta sẽ mở khóa 1, 2, 3. Mục tiêu của ta là sẽ dẫn lưu hết nước tiểu ở trong bàng quang của bệnh nhân ra túi nước tiểu. Sau đó thì ta sẽ đóng cái đường dẫn túi nước tiểu ở khóa thứ ba. Cái khóa thứ ba ta sẽ đóng túi dẫn nước tiểu khóa thứ ba, sau đó mở đường tới cổng đo áp lực, khóa đường tới ống thông bàng quang ở cái khóa thứ nhất và mở đường tới túi dịch.
Bước thứ ba thì là ta sẽ hút 50 ml dịch và bơm tiêm ở tràng thứ hai, khóa đường tới túi dịch và mở đường để ống thông bàng quang để bơm 50 ml nước, 50 ml dịch đấy vào bàng quang. Và sau 1 phút ta theo dõi áp lực ở tại bệnh hồ và thước hoặc thước và ghi kết quả. Mốc mà ta đọc kết quả mốc không thì ta ở đường nét giữa ở màng chậm vai chậm trước trên, ta đọc cột nước ở mức thấp nhất tương ứng với thủy thở ra và cách chuyển đổi đơn vị là 1 mm thủy nhân bằng 1,36 cm nước. Đối với cái phương pháp đo áp lực ổ bụng này thì nó cũng có thể xảy ra một số cái tai biến, ví dụ như là chảy máu hay là nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Về phần điều trị tăng áp lực ổ bụng thì sẽ chia thành 2 phần chính, đó là điều trị nội khoa và điều trị nội khoa và phẫu thuật giảm áp ổ bụng. Về phần điều trị nội khoa thì ta nên tiến hành đồng thời nếu có thể. Thứ nhất là về hồi sức hô hấp thì ta cần thông khí nhân tạo, rồi sử dụng an thần giãn cơ đủ nhiều cho bệnh nhân, sử dụng pít để cải thiện thông khí, cũng như là oxy hóa máu cho bệnh nhân. Về hồi sức tuần hoàn thì ta bổ phụ thể tích tuần hoàn, tăng tế máu thật và đảm bảo để có dòng nước tiểu đến máu các tạng và hạn chế các tác động của pít lên chức năng tim mạch, theo dõi thể tích nước tiểu và kinh lăng dịch để đánh giá tuần hoàn và tiến máu. Các biện pháp hồi sức khác cũng trong thận, não, gan. Và thứ tư là ta điều trị nguyên nhân cũng như theo dõi áp lực của bụng liên tục để có hướng xử trí phù hợp. Ví dụ đối với những cái trường hợp mà có phát sinh các tổ chức bất thường trong ổ bụng, ví dụ là dịch máu, tổ chức hoại tử, thì ta cần có chọc hút dịch ổ bụng hay phẫu thuật cầm máu. Ví dụ như là nhiệt ruột, chướng hơi thì ta có thể đặt dịch dẫn như dịch dạ dày, dùng thuốc tăng nhu động ruột hay thủ tháo phân để giảm áp lực ổ bụng. Ngoài nữa là trong những cái trường hợp mà áp lực ổ bụng nó áp lực ổ bụng tăng nhiều ở độ 4 chẳng hạn, thì ta có cái chỉ định là phẫu thuật giảm áp ổ bụng. Cái phẫu thuật này thì được chỉ định khi mà áp lực ổ bụng lớn độ 4 và các biện pháp thông thường không cải thiện được cái tình trạng tăng áp lực ổ bụng. Kỹ thuật thì ta sẽ mở đường giữa đủ dài để làm giảm áp lực ổ bụng, thời gian thì từ 5 đến 7 ngày thì giảm nguy cơ tổn thương các tạng. Tuy nhiên thì có những cái biến chứng có thể xảy ra là nhiễm trùng, giò, viêm tụy không tích tụ, dịch khoang ổ bụng. Đây là cái bảng mà em có tổng hợp khi mà liên quan đến điều trị của tăng áp lực ổ bụng. Mình sẽ chia thành 4 mức độ, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Đối với lại độ 2 thì đối với những trường hợp tăng áp lực ổ bụng nguy hiểm nhưng mà chưa cần phải can thiệp phẫu thuật ngoại khoa thì ta có thể xem xét để làm giảm áp lực ổ bụng bằng cách là tập dẫn lưu dạ dày hoặc dùng thuốc tăng nhu động ruột, thủ tháo hay tập hút dịch ở trong ổ bụng. Thì đối với những cái trường hợp tăng áp lực ổ bụng ở độ 1, độ 2 như thế này thì thông thường đối với những bệnh nhân mà vào khoa hồi sức thì lên đo áp lực ổ bụng khi bệnh nhân vào hoặc khi bệnh nhân có bất thường, ví dụ như tiểu nhiều huyết áp thấp, bụng trướng tăng lên, hoặc là được theo dõi thường quy 12 giờ một lần. Thì đối với những cái trường hợp mà tăng áp lực ổ bụng ở độ 3, độ 4 thì ta cần phải xem xét các cái phẫu thuật giảm áp, ví dụ như là dẫn lưu ổ bụng và loại bỏ tổ chức hoại tử u, và mục tiêu ta cần phải theo dõi mỗi 4 đến 6 giờ một lần hoặc thường xuyên hơn. Nếu có bệnh nhân có lọc máu thì ta nên thực hiện trước và sau lọc máu. Sau đây thì em ở cái phần này tăng áp lực của bụng thì thường hay gặp nhất là trong cái viêm tụy cấp. Chị sẽ trình bày cụ thể hơn về cái vấn đề tăng áp lực của bụng trong viêm tụy cấp. Thì trước mắt thì bây giờ cái cơ chế bệnh sinh thì trong viêm tụy cấp thì nó giải phóng các cytokine gây ra giãn mạch tăng tính thấm, gây phù ruột, gây dịch ổ bụng, làm tăng áp lực ổ bụng và gây thiếu máu ruột. Thì khi mà tăng áp lực ổ bụng ở trong tụy thì nó sẽ làm tăng các cái tỷ lệ về biến chứng về suy đa tạng, về thời gian nằm viện cũng như là tăng tỷ lệ tử vong. Nên là các cái nghiên cứu mà em trong quá trình em làm thì em có thấy rằng là khi mà một bệnh nhân viêm tụy cấp mà có tăng áp lực ở bụng thì cái tình trạng suy hô hấp, suy tim, suy thận cũng như là thời gian nằm viện nó sẽ tăng hơn rất là nhiều so với những bệnh nhân mà viêm tụy cấp nhưng không có tăng áp lực ở bụng ạ. Các phương pháp mà giảm áp lực ổ bụng ở trong viêm tụy thì phương pháp thứ nhất có thể là dẫn lưu ổ bụng qua da. Bản chất của cái ổ dịch nó là sự tích đọng dịch xuất hiện trong giai đoạn sớm của viêm tụy cấp.
nằm gần tị và không có tổ chức hạt hay xơ bao quanh. Thông thường thì nó sẽ dẫn đến là tăng áp lực ở bụng và rồi gây tổn thương đa tạng, tạo các ổ áp xe lan giả tụy. Thì ở tại khoa hồi sức thì hiện tại là đối với những trường hợp mà có dịch nhiều trong ổ bụng ở bệnh nhân viêm tụy thì thông thường là sẽ liên hệ kết hợp với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh để mình đặt dẫn lưu dưới hướng dẫn siêu âm để dẫn lưu dịch ổ bụng cho bệnh nhân. Phương pháp thứ hai để giảm áp lực ổ bụng trong viêm tụy đó là lọc máu liên tục. Lọc máu liên tục thì là một cái phương pháp đã được chứng minh là có hiệu quả loại bỏ các cytokine và các yếu tố gây viêm trong viêm tụy, cắt cái vòng xoắn bệnh lý và hạn chế suy đa tạng cũng như tử vong trên bệnh nhân viêm tụy cấp. Thường thì sẽ được chỉ định đối với bệnh nhân viêm tụy cấp nặng, bệnh nhân ở giai đoạn sớm trong 72 giờ đầu, giúp để loại bỏ các cái cytokine, hoặc giai đoạn muộn nếu có suy đa tạng. Phương pháp thứ ba là phương pháp mở bụng giảm áp khi áp lực của bụng lớn hơn 35 cm thước ạ. Kết luận thì hội chứng tăng áp lực của bụng là một bệnh lý khá phổ biến ở trong hồi sức. Nguyên nhân hay gặp thì thường là chấn thương bỏng viêm tụy sốc thủng trắng rỗng hoặc là sau phẫu thuật ổ bụng. Hậu quả thì nó dẫn đến tổn thương các cơ quan trong cơ thể và dẫn đến tăng tỷ lệ tử vong. Điều trị thì gồm có điều trị hỗ trợ chức năng các tạng, giảm áp lực ổ bụng và điều trị nguyên nhân. Còn đối với việc dự phòng thì đối với bệnh nhân hồi sức thì ta cần điều hồi sức tích cực dựa vào sớm. Đối với các bệnh nhân nặng và việc theo dõi áp lực ổ bụng thì ta cần được thực hiện và đánh giá liên tục ạ. Em chỉ nói hết, em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.